Vũ xin chào các chú anh chị nha. Thì Vũ đang làm mồi đi cắm câu ếch nè. Đây, cái này là cua với ốc cá đồ Vũ băm nhuyễn ra ha. Mới đi thăm được mấy cái lồng gắn mối về. Đặt gắn mối mà nó dính nè. Để Vũ đổ ra hết luôn nha. Thì hôm nay Vũ cắm câu ếch bằng mồi gắn mối. Đó, nó dính bấy sấy sao ngồi chưa. Đây nè, có mấy con chết nãy nè, Vũ để ngoài. Cắt ra khúc 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 cái mình cắm ha. Thì Vũ làm mồi này Vũ ủ con đâu đây nè. Đó. Rồi gắn mối nó chạy lăn xăng nha. Với Vũ lựa mấy con trong đây con nào nhỏ thịt ăn không được á. Như mấy con nhỏ này nè, thì Vũ sẽ lấy ra Vũ sắt. Cắt nó ra. Cắt nó ra khúc khúc vừa cái lưỡi câu. Mồi này thì bắt lắm nha, cắm cua ếch thì ếch khủng không á. Hôm nay Vũ sẽ đi vô qua bên cái những cái nơi mà nói chung là mình lội không được á, săn ếch khủng. Tình hình để coi sao ha. Nếu mà tối thăm được thì thăm. Vũ bắt đầu tiến hành cắt nó ra đây. Rồi thì mồi của Vũ là gồm có như thế này thôi cô chú anh chị. Nè. Vũ cắt cái khúc khúc rồi. Nói chung là máng cắm ếch khủng thì móc cục bơi lớn nè. Bỏ vô đây chọn chung với nhau luôn. Gì nè. Trộn lại gì nè ha. Cái mình cho dầu chuối vô ủ nó. Xong rồi nữa là mình mấy cái bã này nó dính vô cục mồi của mình sẵn rồi, bã bằm nhuyễn nè. Cái máng cục gì. Nó dục xuống bẹp cắm vậy thôi. Đơn giản ha, nhưng mà mồi này rất là tuyệt vời nha. Lâu rồi Vũ không có mồi này thì mình chịu khó đi săn gắn mối giống Vũ nè. Ngon lắm. Thì để xem tình hình coi kết quả mai sao. Ông trời cũng đang chuẩn bị mưa nè cô chú anh chị. Vũ ghi hình trước một đoạn này giới thiệu mồi cho cô chú anh chị xem. Rồi để chút mình đi cắm luôn. Có gì ghi hình được thì ghi. Ghi hình không được thì mình để ghi sau ha. Còn bây giờ Vũ sẽ lựa mấy gắn mối này ra. Con nào nhỏ đó. Hai con này nè. Cái lồng mà chạy hai con. Có cái chạy ba con luôn. Vô gắn luôn. Đó. Rồi. Thôi Vũ bắt đầu tiến hành làm mồi đi. Làm cũng lâu lắm ạ. Vũ chào ngày mới. Chào một buổi sáng của chú anh chị ha. Đây. Qua cắm còn được mấy cần. Nói chung là mưa quá trời mưa luôn. Rồi Vũ không có đi thăm đêm gì hết luôn. Để hôm nay mình đi thăm luôn à. Rồi hiểu luôn. Còn nguyên cái con gắn mối luôn. Chắc không dính nữa. Cần đầu tiên thấy hột rồi đó. Không biết hôm nay được con ếch nào không đây. Mưa quá trời mưa mà. Hôm qua lúc đang đi cắm cũng trời cũng mưa luôn nè. Tợ lá chuối nè. Bóng lưỡng ướt nhẹp hết trơn. Đây, hy vọng dính được con ếch khủng khủng ơi. Rồi, hột luôn. Hai cần phọt, hai cần. Có lý à. Nó nằm một cục chà bá luôn. Không bự lắm. Đi nãy giờ. Chú anh chị thấy chưa? Thấy rồi kìa. Banh cái bãi luôn rồi. Thức dậy em. Sáng sớm rồi. Đấy, đấy. Bãi nữa. Con này cũng được á. Ở bên giường không có nhỏ đâu. Hẹo hẹo kêu. Quanh cái bãi luôn nha. Có lý nha. Trời ơi, nó ăn con cua trong bụng nè. Chói này lại luôn. Ê vô có dính. Chà con này khổng lồ. Con này bự rồi. Ý ý ui ui trời ơi cái bãi của tôi. Cái kìa. Cái
chú anh chị thấy xã không? Đây nè. Xình cung. Quá đã đi chứ. Trời ơi. Cha con này nặng luôn nha. Chào con ếch nó bự. Nó lòi qua tử ra nè. Để tới sáng thăm dính đã ha. À, nó dính cái nó quậy cái bãi kìa. Không còn cái gì hết chứ. Nhìn con ếch này đã dữ dằn coi. Hai con. Con dính luôn hả, ghê vậy, sống luôn. Móc lủng bụng mà rụng bụng luôn, ghê quá. Làm sao tao cứu mày nổi đây. Trời, trời. Chà, thấy ngồi cục rồi đó. Con này cũng được lắm. Rồi trốn, nó trốn á, nhưng mà cái đầu sát xuất tích toàn người dân bành bãi. Con này cũng được, không bự không nhỏ, chung chung. Nó không có ăn cứng ngắt à. Rồi hoa tử. Rồi dính nữa rồi. Phải vậy mới được chứ. Trời ơi. Banh cái lồng luôn. Banh bãi luôn. Con này nhỏ hơn à, nó quậy rồi. Anh chảnh ra. Chưa có con nào ếch bà cho người ta. Trung niên gì không. Yeah, mũi cắn. Ủa sao nó tụt con khúc gắn mối lên mà không thấy. Ê trời 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 trời. Ít nhỏ à. Nó đó đó đó. Tụt khúc gắn mối lên nè. Lội bao tử luôn. À, nguyên cái đầu gắn mối luôn. Tưởng không dính. Bây giờ được con nhỏ. Con ếch này giống ếch bên ruộng. Chú anh chị nhìn thấy giống ếch bên ruộng chưa? Nãy giờ con này là bé tí nhất nè. Rồi 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 rồi. Con này bự rồi. Ếch đực. Banh cái bãi luôn rồi. Kìa. Ui ui. Đã quá cô chú anh chị. Công nhận đã thì con này ếch đực. Banh trời 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 nó táp.
Tự nhiên cái tóp lên vậy ông, banh cái mỏ hết trơn rồi. Ây da, khó gỡ vậy. Ây da. Rồi, xong. Có lý rồi đó. Một sâu ếch luôn. Tính ra cái mồi gắn mối này cũng lợi hại của chú anh chị nè. Đó. Nhưng mà chưa hết trâu đâu nha. Mới còn bên đây à, còn bên nữa. Vô đây vô thăm hết xong cái bên đây á, vô sẽ đem ếch này về nè, cho vợ vô nó làm ăn trước. Tại vì trời cũng nắng rồi nè. Sáng ăn nấu rồi ăn sớm ha. Cái luồng bên sông cũng gần gần rú không à. Bên đây dắt dữ thiệt chứ. Vũ chào cô chú anh chị nha. Thì tình hình sáng sớm Vũ có đi thăm cô ếch, rồi qua cái luồng bên kia thì dính được 8 con nữa. Mà đang quay giữa chừng thì cái máy Vũ hết pin, nhà cúp điện nữa chứ. Từ hôm qua đến hôm nay. Thì bây giờ Vũ đi thăm chấm lương nè. Đó, sáng bạn đi thăm cô ếch thì chưa thăm chấm lương chưa kịp. Với lại về nhà Vũ sạc cái máy một chút rồi bây giờ mới đi cuốn về nè. 22 ống nha. 22 ống chấm. Rồi Vũ bắt đầu cuốn rồi ghi hình cho chú anh chị xem luôn. Ống đầu tiên của Vũ bên đây nè. Nói chung là lúc này Vũ làm bá nghề hết trơn. Đặt chấm cắm câu ếch rồi tùm lum hết trơn. Vậy mà còn không có đủ ăn nữa. Đặt 20 con chấm có khi bữa dính 1-2 con. Có khi cũng không dính luôn nữa. Sao ống này lụm không đây? Ây da, ây da. Đọt mương luôn. Rồi nước không, mồi không à, đổ mồi ra luôn, lọt cái mương luôn. Rồi còn là cua dốc không, xong rồi đó, mở màn gì là xong rồi đó. Còn 19 21 nữa, ngay chân số đẹp luôn. Nặng nặng của chú anh chị ơi. Rồi vô dắt rồi nó cắn. Con này cũng bự à. Đó 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 đó. Ống nào dính cái Vũ dồn lại ống một thôi. Vô vô đi con. Đẹp. Có hàng của chú anh chị à. Nãy giờ dính đựng con. Mấy ống rồi? 4 ống rồi đó. Về Vũ quay vậy đó. Về ống nào không dính đó, cái Vũ cắt bỏ. Chứ mình để nhiều quá cô chú anh chị xem không nổi. Đựng con rồi nha. À, Vũ quên nữa ta. À, ống này dính để Vũ làm dấu nha. Chính giữa mương không à, tại chính giữa mương của chú anh chị nhìn nó bập bền bập bền. Ê. Bót nước bót nước chà được á cô chú anh chị ơi. Hôm nay đặt chấm có bộ ngon rồi ta. Ây da. Rồi rồi lương khủng rồi cả con nãy đó. Cái cặp cái ha. Kìa cái bao vô để thuốc đó kìa. Để còn ống nữa để coi dính không. Trời ơi.
chết rồi. Luân nhì gần 200g luôn á. Vậy mà chết uổng trời. Tưởng nó còn sống. Cái ống Vũ làm dấu nè, ống này ống dính. Trời ơi, uổng ha cô chú anh chị ơi, uổng ghê thiệt. Thiệt tình chứ ta. Vừa uổng mà vừa tức nữa. Trời ơi, cái mương này bữa nay nó sâu kinh điển. 7-8 ống mà mới được 2 con. Trời, cái đó là cái dấu đặt lờ của người ta đó. Khu vực này ngon quá cô chú anh chị ơi. Chắc về lấy mớ lờ cá qua đây đặt quá. Coi kìa, lùm xạ gì không à. Chèn vô đó đặt được cái lờ là bá cháy một chết luôn. Không biết chạy không nha. Đổ cái một ra luôn, gỡ không đổ luôn. Cái gì? Hình như là con lươn con hay gì á. Đó. Con lươn con thiệt. À. Lươn nè. Vũ thả luôn. Thả luôn đi. Nhỏ quá. Để đại trên bờ đi chút nó lết xuống à. Lương nó hay lắm. Trời trời, điểm này. Cục này phải đặt 2 cái lờ mới vừa sức. Ở đây 1 cái, bên kia 1 cái. Thôi, thăm chấm xong chắc về đi đặt lờ quá. Qua đây đặt luồng bậy chừng 20 cái gì đó, 10 mấy 20 gì đó. Đặt sao mình thăm. Mấy cái mương này cũng ngon lắm. Khu vực này đặt lờ ngon lắm cô chú anh chị ơi. Nào giờ Vũ chưa có qua đây đặt nha. Nói chứ mình đi đặt chấm cũng có cái lợi lắm. Mình gần địa điểm mà ngon quá. Cái mình đem lời mình đặt. Đặt khoảng chừng vài tuần lễ cái hết dính cái mình giờ chỗ khác nữa. Có ai đặt chấm mà tới trưa mới thăm giống Vũ gì không? Một mình làm không có kịp. Nổi cuốn cô ếch thôi. Về mặn ếch thôi tới trưa. Lương nó chắc chết đầu đêm hôm. Bị ngập nước lương nãy. Khu vực này đặt lờ cũng phê nữa nè. Trời, hồng dính luôn. Cái lùm sen này á, nếu mà cô chú anh chị xem kênh Vũ lâu rồi á, nhìn là biết liền. Lúc trước Vũ định qua đây đặt lờ bên đây nè. Nhưng mà có dấu vết của người ta, của đồng nghiệp, cho nên là Vũ không có đặt. Mà bây giờ nãy giờ Vũ đi hết thấy dấu vết rồi. Đặt ngon lắm. Thấy chỗ ngon là phải chiến liền chứ. Muốn ngập không chấm luôn. Ờ vô. Vô nha. Đó 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 đó. Có lý. Con này chắc nhỏ quá. Nghe cái tiếng nó không cùm mấy. Đây cái nữa là Vũ đổ cái ống gai dính không. Ủa con lươn bự không. Ống này thế đặt cũng ngon lắm. Ở đây đây. Ngó sen. Ê ê. Rồi. Trời ơi, tuột cái hôm ra luôn. Trời ơi, dở ơi là dở trời. Nãy Vũ nghe cái ót một cái, không biết con lươn hay con gì. Cút bóng chúm lên á, nghe một cái ót cái. Trời ơi, 2 con. Con này còn đỡ đỡ, con này cũng bắt được. Thôi bắt hết luôn. Về có cắm câu ếch gì cắm nha.
vô đi em. Đó, một con, hai con rương. Rồi vô tiếp tục cô chú anh chị ơi. Đây con ống đây. Ây da, trời ơi trời, ngồi lên cái cây này chứ bành cái đít luôn rồi. Không dính, nãy giờ vô thăm không dính gì trơn cô chú anh chị. Đây cái ống chấm nè, lờ lương đặt cũng không vô mà chấm lương đặt cũng không dính. Khu này bây giờ quá trời nhiều người làm, bởi vì chia ra. Trời ơi, cái gì nặng vậy trời. Ê, vô, con nhỏ à. Đấy, vô nha, chính được con nhỏ mừng quá. Nhiều người làm chấm lương rồi cô chú anh chị, bởi vì lương nó ít, mạnh ai nấy làm. Kiếm con lương đỏ con mắt á, kiếm con lương nhất giờ đỏ mắt chứ, qua hút. Con này ngon quá, không biết sao đây. Làm con lương nhất ấm ấm mà. Xịt nước là dữ. Ê, vô. Vô của chú anh chị ơi. Ôi, nhỏ à. Hai ống hai con trời. Hai ống vô được hai con mà chả có con nào bự hết. Đổ rồi. Coi mặt mũi của nó. Đó, một con. Còn con nó đổ luôn. Trời ơi, con này còn nhỏ hơn nữa. Ác thiệt chứ, hai con lươn. Bắt luôn. Này bỏ con kia ổn ha. Bắt về để cắm cua ếch rồi. Mồi lươn cắm cua ếch cũng ngon lắm á. Ê, nặng quá. Nặng quá mà chấm nặng á, có mấy con lươn. Ông chấm đầy. Gì đây? Chả có con gì luôn. Mấy cái mừng gồng gồng này mà có lục bình lưa thưa ha. Mình đặt lờ cá ngon lắm. Mà nó chấm lỏng mà. Không có chỗ đặt luôn. Cục này đặt được cái nè. Ông chấm đây. Trời ơi, cái gì nặng ra. Trời ơi, mỏi không. Chấm không là nhiều. Bởi vì cô chú anh chị mình thấy á, có được con lươn không phải dễ ăn đâu. Kiếm được con lươn nhất chẳng ai. Ống này là ống cuối cùng luôn nha cô chú anh chị. Ống này quyết định nè. Vô, ê, vô. Nó quậy xong bên đây nè. Ê, có chỗ bằng này. Cái ống cuối cùng luôn mà dính luôn mới ghê chứ. Mà không biết con bự hay con nhỏ nha. Rồi nó bò sọc giống như trời. Ê, thấy cái đuôi cũng được.
Ôi nhỏ được, đặt chấm lương cái này được. Ui cho 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 vô cái lỗ này nè, không vô đó. Nó vô một lần rồi giờ nó sợ rồi, phân kỳ vô hỏi vô đi. Xong kết thúc. Trời ơi một ống chấm mà vô nhiêu nó chắc đã lắm á trời, nặng ghê được chứ. Rồi cuộc hành trình thăm chấm lương đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị ơi. Dù cũng thăm hết trơn của mình rồi đó, sáng thì câu ếch rồi tới chấm lương đó. Hai một bao đây đắng, giờ về nhà nghỉ mệt chút rồi chắc Dũng sẽ đi qua khu vực bên đây nè để mình đặt một số cái loại cá này. Trời ơi rửa mặt hai chân mít thúi thúi ình luôn. Cho Vũ xin chào cô chú anh chị ha, và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Đừng quên bấm like video, đăng ký kênh và chia sẻ video này để giúp thêm cho Vũ cái động lực để Vũ tiếp tục ghi hình cho cô chú anh chị xem về cái cuộc sống săn bắt mưu sinh hàng ngày của Vũ ha. Về tổng chấm về nữa nè.